Hi, xin chào các bạn nha, đến kênh Đột Kích TV. Hôm nay thì mình xin giới thiệu về khẩu G93T2 phiên bản báu vật GP, một loại slip cực kỳ ngon, sở hữu lượng giáp lay cực kỳ nhanh, sát thương tầm trung, nói chung bằng AW, và khả năng chuyển đổi nạp đạn cực nhanh nữa. May em này thì kết hợp với Curry VIP thì miễn con nhà bà chê, với tăng thêm số lượng đạn nữa thì bá đạo luôn. Nhược điểm em này số lượng đạn thấp và có một tâm nhắm. Sở hữu thì em này thì là thuộc báu vật GP. Ôi tôi trốn nào, chuối tàu. Ôi chuối tàu, chuối tàu, chuối tàu, chuối tàu, chuối tàu, chuối chuối chết rồi à? Úi giời, úi giời, chuối. Ôi giời, chuối, 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 giời ơi, mình bắn cái gì đây? Ôi như có chuối. Đâu rồi, chuối đâu rồi? Ai? Chuối thật à? Ô, gái. Gái này gái đều, không chơi. Ô, gái Hàn Quốc. Đâu rồi, đâu rồi, gái Hàn Quốc. Ôi thôi, chết rồi, hết đạn, hết đạn. Nhược điểm thì em này đấy, số lượng đạn thấp. Bắn mà fit thì xác định là lạp đạn là không kịp ăn đâu ấy. Úi dồi ôi, gái Trung Quốc kìa, gái Trung Quốc, gái Hàn Quốc, à nhầm, không phải, gái tàu, gái Trung Quốc đâu, gái Trung Quốc, lạp đạn gái. Ô dài, dài Hàn, à dài USD, tí thì nhầm dài Hàn. Ô úi dồi ôi, úi, kỳ dị quá. U chuối, chuối tàu, cái nhầm gái. U rồi ôi, hiện tại em này thì chưa có một phiên bản nâng cấp hay vẻ ngoài skin nào cả, em nó là phiên bản đầy đầu, mà mình cũng mong mà có một phiên bản skin em này để được tăng số lượng đạn lên này thì sướng. U gái, gái, gái. Sao mà gái này khôn thế? Ô chuối, chuối ta, à nhầm, chuối tàu. Gái Hàn. Gái tàu, à nhầm, gái Trung Quốc, à nhầm gái. Đây mới gọi gái này. Ui giời, ui giời, ui giời, trời ơi. Anh này kinh quá. Ôi giời, sao ngả người rồi? Ngủ sớm thế. Gái Trung Quốc. Ơ. Mình chả biết em này xuất xứ đâu. Ô, anh USA. Gái, ai không biết gái nào rồi kệ. Ô ô, chuối tàu. Anh chuối tàu, anh chuối tàu. Đi đâu? U. Gái Nga. Cái yêu gái Nga lắm ý. Mình thì mình ý. Ô, gái tàu. Úi dồi ôi, gái tàu. Úi dồi. Mày ra mày, mày. Cái nào, nhân Nga, ơi trời ơi, thằng kia mày cái S của tao nhá. Vơ lẹt này. Lép vế anh chuối tàu này, sao mà anh cứ bắt mẹ, bắt em nhỉ. Đừng để em bắt anh nhá. Đã bảo rồi, đừng để em bắt anh. Nào, ôi. Bị chị này, chị ấy bắt. Đã thế bắt lại chị. Ô gái, gái, gái. Con gái không? Gái. 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 Tàu. Ô chào. Em chào anh, à chào chị. Rồi, hết đạn rồi. Từ từ, từ từ. Nhân, nhân, nhân. Ô chỗ, trời ơi, hết ba lỗ đạn nữa thành ra. Nào nhân, thằng nào không? Chạy 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 à? Đạn thấp quá, combo không sướng. Ô thôi, gại gặp chị ở đây rồi. Nhân, nhân, đâu rồi?
Rớt, ôi trời ơi, anh chửi tàu. Ghét anh thật đấy. Ô, lại gái tiếp. Chạy đâu? À quên đấy, em này thì có khả năng dép play mà cực kỳ cao, đứng thứ 3 trong các dòng slip. Là cái dòng nào nhỉ, mình quên tá rồi. À đúng rồi, khẩu M 700 này, khẩu Stealth Shot này, khẩu Abdi Magol này, nhưng mà đó là dép lay khoảng cách lạp đạn thôi, không phải dép lay khi chuyển được vũ khí, nên là mình không tính vào là đường thứ 3. Nhân 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 còn ai nữa không, mới được có 4 à 5 kill thôi, hết bà anh. Sao mà ra sớm thế, em chưa xử lý xong. Gái hôm nay thì slap hay quick scope thì thoải mái cho các bạn sử dụng thôi. Ui gái thôi xong, nó căn kỹ quá, mình không thể sao xe được. Gái lại đá, ai cho mày đá? Ô chị dậu nhảy nhiều nhảy. À lại tiếp à, lần này gái là chuối á. Ơ đâu ấy nào, ui dồi trời ơi, nào gái có đá không? U gái Hàn ơi. Rồi ôi, đã ghê cơ. Thôi thì chắc là mình nên dừng ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Hãy like và subscribe ủng hộ kênh Đồ Trích TV nha. Thôi xin chào và tạm biệt các bạn nha. Bye. Kine Inconner Dragon, một phiên bản VIP nâng cấp, sở hữu hệ thống chức năng VIP.